Không chỉ có chính phủ Bắc Hàn có tên lửa, hiện nay thì chính phủ của Trung Cộng cũng đã thử tên lửa hạt nhân phóng từ tàu ngầm, và những cái loại tên lửa này có khả năng tấn công lãnh thổ của Hoa Kỳ. Chính phủ Trung Cộng đã thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm có tên là JL số 3 mới nhất vào ngày Chủ nhật vừa qua tại biển Bột Hải, ngoài khơi của bờ biển miền Bắc Trung Cộng. Tên lửa JL-3 được phóng từ tàu ngầm lớp Chien. Chính phủ Hoa Kỳ họ đã theo dõi cái vụ phóng tên lửa này của Trung Quốc bằng hệ thống vệ tinh tình báo, được cho là tên lửa này đã bay về phía Tây. Hiện nay thì chưa có những cái thông tin chi tiết hoặc là cái vụ thử nghiệm này có thành công hay là không. Tên lửa JL-3 là một phần của lực lượng hạt nhân chiến lược Trung Cộng, bao gồm tên lửa tàu ngầm, tên lửa DF-41 mang nhiều cái đầu đạn ở dưới đất, và cái sự phát triển về oanh tạc cơ, nâng cấp các chiến đấu cơ mang cái đầu đạn hạt nhân, những cái thế hệ cũ. Cái vụ thử bom vào ngày 22 tháng 12 ít nhất là cái vụ phóng thử JL-3 lần thứ tư trong 2 năm vừa qua. Đây là một cái dấu hiệu cho thấy chính quyền Trung Cộng đang phát triển nhanh trong các loại vũ khí hạt nhân, mà cũng là một cái thông điệp cho chính phủ Hoa Kỳ và thế giới biết về mục đích chiến lược của Bắc Kinh. Hoặc là thứ nhất, phải chịu cái sự rủi ro từ đe dọa hạt nhân và phải đặt ra một cái mối đe dọa với nền hòa bình và an ninh của thế giới, giống như trong cái thời kỳ mà Cộng sản Liên Xô cách đây 30 năm về trước. Giới truyền thông của nhà nước Trung Cộng đã từng công khai về cái kế hoạch của họ trong sự việc sử dụng tên lửa phóng từ tàu ngầm và để mà tấn công Hoa Kỳ. Đây là sự việc để mà thúc đẩy cho âm mưu thống trị châu Á và Tây Thái Bình Dương của chính quyền Trung Cộng. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trong một cái thông cáo báo chí hàng năm mới nhất cho biết rằng sự việc phát triển tên lửa JL-3, quân đội Trung Cộng cũng đang sản xuất tàu ngầm tên lửa thế hệ tiếp theo và có tên là Type 096, thế hệ 096. So với cái thế hệ 094 thì tàu ngầm thế hệ mới 096 ít tiếng ồn ào và khiến cho nó khó bị đối phương phát hiện khi đang hoạt động ở dưới nước. Tàu ngầm thế hệ 096 được cho là sẽ được chính quyền Trung Cộng khai triển vào đầu những năm 2020 và sẽ được trang bị tên lửa JL số 3. Bộ Quốc phòng Trung Cộng nói rằng cái sự thực hiện nghiên cứu theo cái kế hoạch là cái điều bình thường, không nhắm lại, chống lại bất cứ các quốc gia nào, và sự việc này để mà bảo vệ nền an ninh quốc gia của Trung Cộng. Yeah.